Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 12 tháng 5 nói, hy vọng Mỹ sẽ sửa chữa những sai lầm của chính quyền Trump trước đây, sau khi một đơn kiện cho thấy Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ rút tên tập đoàn Xiaomi Trung Quốc ra khỏi danh sách đen của chính phủ Mỹ. Theo hồ sơ tòa án, hai bên sẽ nhất trí giải quyết những hành động pháp lý đang tiến hành mà không tranh chấp thêm nữa, chấm dứt vụ xích mích giữa công ty Xiaomi với Washington, vốn làm xấu thêm quan hệ Mỹ-Trung. Bộ Quốc phòng Mỹ từng chỉ định Xiaomi là công ty có quan hệ với quân đội Trung Quốc và đưa vào danh sách đen để hạn chế đầu tư của Mỹ vào công ty này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh cho biết, bà không biết tin về việc công ty Xiaomi được rút ra khỏi danh sách đen, nhưng nhấn mạnh rằng Trung Quốc ủng hộ các công ty Trung Quốc sử dụng các biện pháp pháp lý để bảo vệ những quyền và quyền lợi chính đáng và hợp pháp của họ. Bà cho biết thêm, chúng tôi hy vọng Mỹ sẽ sửa chữa những sai lầm của chính phủ trước và cung cấp một môi trường thương mại công bằng, chính đáng, không kỳ thị đối với các công ty Trung Quốc hoạt động vận hành thông thường. Xiaomi nằm trong số các công ty công nghệ nổi tiếng của Trung Quốc bị cựu Tổng thống Donald Trump nhắm vào vì cáo buộc có liên hệ với quân đội Trung Quốc.